Xin kính chào quý thầy cô. Một vấn đề rất là khó khăn là tạo file CSV chứa tiếng Việt up lên Office 365. Nếu sử dụng Office đời mới nhất, Office 365 hoặc 2019 thì giải quyết được. Nhưng Office cũ hơn thì sao? Hôm nay em sẽ dẫn thầy cô cách làm tiếp theo. Đầu tiên, thầy cô cần phải có chứa file Excel. Em nhắc lại là file Excel là có bản mẫu như thế này, có đủ 15 cột. Các thông tin sau này vớ vẩn cũng được. Thông tin tên, job title là tên lớp thì chúng ta nên đặt. Bây giờ thầy cô hãy làm như sau. Chúng ta quét chọn tất cả cái bảng này. Chúng ta bấm copy. Sau đó thầy cô vào mở Word lên. Chúng ta dán vào cần thực tế. Khi chúng ta dán vào thì chúng ta sẽ được một cái bảng. Thầy cô hãy chọn toàn bộ cái bảng này. Và thao tác quan trọng nhất chúng ta làm như sau. Thầy cô vào layout, chọn convert to text. Sau đó thầy cô hãy chọn commas, có nghĩa là dấu phẩy. Nó sẽ biến cái bảng này thành ngăn cách nhau bởi dấu phẩy, vì file CSV nó chứa đựng dấu phẩy. Bây giờ chúng ta hãy copy và tìm Notepad, mở Notepad lên. Bằng cách thầy cô bấm vào cái biểu tượng tìm kiếm phần mềm, chúng ta gõ Notepad. Hoặc cứ làm sao mà thầy cô mở Notepad lên là được. Thầy cô dán vào đây, chúng ta sẽ được một cái nội dung như thế này. Chúng ta vào file, chúng ta chọn save as, chúng ta đặt tên. Thầy cô chú ý mình chọn all file, và sau đó chúng ta chọn là gõ cái tên thôi, 11a7.csv, save. Ở bước này có một sai sót nhỏ là cái tên miền của em là tdndl. Em sẽ cần Ctrl C, Ctrl H, em gọi thành tdndl, nếu không không lên được. Zip layout tdndl. Rồi, thầy cô cứ đảm bảo là cái ban đầu trên Excel đúng là được. Rồi, chúng ta đóng lại. Xong. Bây giờ chúng ta hãy vào trong giao diện của Add Multiple User. Chúng ta bấm Browse. Sau đó chúng ta chọn 11A7. Và chúng ta bấm Verify. Thầy cô thấy không? Chúng ta đã thành công. Your file looks good. Click on Tab Next. Tới đây thầy cô chỉ việc bấm Next. Nó sẽ đưa vào phần này. Xin chúc quý thầy cô thành công.